nay mình sẽ nấu món bánh canh nhanh gọn và lẹ. Cái này là nước súp gà mình đã bỏ tủ lạnh đó. Nếu mà bạn không có nước súp gà, bạn có thể mua nước súp gà ở tiệm Mỹ cũng có bán, hoặc là bạn nấu từ sườn non cũng được. Giờ đây tôm mình đã lột lột vỏ. Giờ đây hành và ngò rí mình đã sắc mỏng. Này là chả cá. Chả cá này thì nó đã mặn sẵn rồi, bạn chỉ thêm tiêu thôi, đường phèn và tỏi băm, cà rốt sắc và bánh canh. Bạn có thể xài bất cứ cái bánh canh nào bạn thích cũng được. Nếu mà bạn không có chả cá thì bạn sẽ xài cái giò sống cũng được. Ok. Và nước súp gà bắt đầu mình bỏ lửa lên cỡ number 8. Xong rồi bạn lấy cái giá, bạn vớt những cái mỡ này đi, bỏ đi, đừng có để mỡ đồ nhiều quá, mình ăn nó không có tốt cho sức khỏe. Vớt cái mỡ bỏ đi. Mình bỏ cái nước mỡ, cái lớp mỡ trên nó bỏ đi, thì mình bỏ cái rớt vô và mình nấu cho nó khi nào tới nó sôi. Tại vì nước súp gà này người ta đã nấu sẵn rồi cho nên mình bỏ liền vô với cà rốt, thì khi nó sôi cà rốt nó cũng mềm là nó chín rồi, mình không có cần giống như là mình nấu từ sườn non hay là từ chicken ra. Cái này là nó đã súp trở thành rồi thì mình cứ để mình nấu tới khi mà cà rốt nó mềm và nước nó sôi. Bánh canh bạn lấy ra khỏi khỏi bao, mình bỏ nước ấm ấm để mà xả, mình không có luộc nha, mình không cần luộc, tại vì khi mà mình luộc rồi á cái bánh canh này nó sẽ nát. Mình chỉ bỏ ra mình xả cho nó đi mấy cái chất gì mà họ bảo quản đó, mình xả nước ấm ấm á cho bánh canh nó tan ra, chứ mình không cần luộc nha, luộc là nó nát bánh. Ok, mình xả cho nước nó ra và những cái cọng bánh canh nó tơi ra như vậy là được rồi. Ok, sau 30 phút mình nấu cà rốt với nước súp gà thì nó đã cà rốt đã mềm và nó sôi như vậy, thì bạn bắt đầu bạn dặm lửa xuống xa cỡ 5 rưỡi hay 6, rồi bạn vớt mấy cái bọt này bỏ đi. Sau đó bạn thêm vào đây nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng thôi. Ok, nửa muỗng cà phê muối và 2 muỗng đường phèn, 2 muỗng cà phê đường phèn, 3 muỗng cà phê bột nêm, 3 muỗng cà phê bột nêm. Bạn đảo đều đến khi mà nó các gia vị đồ nó tan trong nước súp thì bạn nêm nếm cho vừa miệng bạn ăn. Nếu mà mặn hay mặn thì mình thêm chút đường phèn, còn nếu mà lạt thì mình thêm chút bột nêm, đừng thêm muối nữa, rồi vớt bọt đi. Mình bỏ bắt chảo lên, mình bỏ chút xíu dầu ô liu vào cho nó nóng một chút, rồi mình bỏ tỏi vào. Sau khi tỏi nó hơi vàng thì mình tắt bếp, mình để nó qua một bên và mình lấy cái ớt màu cái hiệu Kim Tự Tháp này nè, mình bỏ vào cái tỏi cho nó lấy màu. Không, nếu mà mình để nóng quá là nó sẽ cháy cái ớt mà mình đổ vào cỡ 2 hay 3 muỗng cà phê ớt mà để tạo màu. Nếu có hột điều thì mình để hột điều, nhưng mà hột điều nó cái màu nó đậm quá nó dính khó ra. Mình đảo nhiều điều lên như vậy và mình bỏ vào nước súp.
mình đổ cái tỏi à, cái tỏi sấy với là ớt màu thì nó sẽ vào nồi nồi nước thì nó sẽ ra màu như vậy. Ok, sau đó lấy một cái nồi khác mình múc ra đủ cái tô để mà mình ăn thôi. Mình múc cái nước súp qua bột năng, cái loại này nè, loại nào cũng được miễn là bột năng. Bạn múc vào trong cái gì cái chén này 2 muỗng à. Sau đó bạn cho vào đây 1 muỗng nước để mình đánh nó cho nó đừng, 1 muỗng và thêm 1 muỗng nữa, 2 muỗng nước. Bạn trộn đều nó cho nó đều hết, sau đó để qua phần cơm. Sôi á, bạn thả và tôm vào và bạn vít chả cá, bạn bỏ vào. Chả cá này nó mướt rồi cho nên mình chỉ để như vậy vô thôi. Bạn có thể xài xả cá, chả cá hoặc là giò sống cũng được. Bạn để tôm vào và bạn để chả cá hoặc giò sống vào khi mà nó chín, cho đến khi mà bạn thấy nó chín nó nổi lên thì bạn để nó ra. Bạn lấy nó ra, bạn lấy ra để ngoài dĩa. Và cái bánh canh á, mình bỏ, mình rửa hồi nãy nước ấm nghe, đừng có nóng quá là nó nát bánh. Mình lửa ráo xong rồi cái mình lấy bỏ vô tô và mình bỏ vô microwave 30 second thì nó sẽ ra như thế này. Vô trong cái nồi nhỏ này trộn nó đều lên, đợi cho cái bánh canh này nó sôi. Bạn thử một chút, nếu mà bạn thấy nó hơi dừa thì mình thêm một chút bột nêm, tại khi đó mình bỏ thêm bột năng vô nó sẽ hơi lạ. Còn nếu không thì bạn sẽ ăn với nước mắm, bạn múc ngoài cũng được. Bạn thấy nó hơi dừa nhưng mà để bột năng vô. Sau đó bạn nước nó sôi rồi á, bạn chỉ ăn dặm nhỏ lại cỡ 3 hoặc 4. Rồi hồi nãy đó mình làm cái bột năng á cho nó lỏng thỏng như vậy nè. Đó, nó lỏng như vậy nè. Nó sệt sệt như vậy. Ok. Xong rồi bạn dặn lửa nhỏ rồi bạn khuấy đều cái bột năng như vậy. Đổ vào, khuấy nó đều rồi cái bạn lấy đôi đũa bạn rưới nó vào cho đến khi mà cái bánh canh nó sệt sệt là ok. Sau đó bạn mới lấy cà rốt bạn để lên. Dạ. Ta cho một chút nước màu lên trên cái tô bánh canh. Đó, mình để hành và ngò rí lên. Và tô bánh canh đã hoàn thành, nó rất là ngon và sệt sệt đồ rất là ngon. Chúc các bạn enjoy và hẹn gặp ở video kế tiếp.